Không, giao thừa này mình sẽ đi đâu? Không, gia đình nhà mình sẽ đi. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình đón giao thừa tại chùa Điện Lệ cùng chúc Tết, cầu nguyện đầu năm, đốt pháo, phát lộc, thưởng thức các tiết mục múa lân, văn nghệ vô cùng đặc sắc, hấp dẫn và hết sức độc đáo, bắt đầu từ 7 giờ tối tới 12 giờ khuya ngày 30 tháng 1 năm 2014 nhằm ngày 30 tháng Chạp, với sự góp mặt của các ca nghệ sĩ nổi tiếng như Y Phụng, Tuấn Vũ, Lưu Bích, Mạnh Quỳnh, Chí Tâm, Phượng Liên, Phương Hồng Quế, Thanh Lễ, Kỳ Anh, Nguyên Lê, Trang Thanh Lan và trên 30 ca sĩ nổi tiếng khác. Đặc biệt điều khiển chương trình MC Nam Lộc. Tết Tết Tết, về chùa Điêu Ngự đón xuân, nghe danh ca hát, nghe lời kinh xưa, xem lân nghe pháo giao thừa, chúc xuân thái lộc, nguyện cầu an khang. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời. Địa chỉ chùa Điều Ngự, 14472 Kenneth Street, thành phố Westminster, 92683, 714-892-5400, 892-5400. Giao thừa này gia đình mình sẽ đi chùa Điều Ngự.